xài một phát là nổ các bạn. Bô cho bạn xem ha, cho nó có lên lên khói không ha. Rồi ghé lại đây. Xin mến chào bạn nha, hôm nay mình giới thiệu bán chiếc máy cày Ford New Holland TT45. Đó. Còn máy này thì hay là chủ máy nói thì tất cả đều còn zin đó bạn. Bán trọn bộ dàn sớ bánh lòng. Thì sớ là mét mấy chú? Sớ mét 6 quá. Mét 7. Mét 7 à. 75 mét 75. Sớ mét 75. Đây máy đây bạn. Máy là hiện trạng máy là còn zin tất cả nha bạn. Đó. Bán trọn bộ là 115 triệu, dàn sớ bánh lòng. Máy đây, máy này dòng máy này thì ba máy các bạn. Đây, Ford New Holland TT45 này là về chú mua là trong thùng chứ không phải là mua sang tay các bạn. Đây máy thì còn mình thấy nước sơn zin còn rất là đẹp nha. Về về đây. Về đây thì về thì cũng còn rất là im. Bánh mâm đây thì các bạn xem nè, đóng phèn chứ nó còn rất là đẹp nha. Bánh thì còn gai rất là cao đẹp. Đây dàn sớ là mét 75, dàn sớ mét 75. Thì hiện trạng máy thì zin tất cả nhưng mà cái hút đích này thì nó hơi chảy nhớt nha, nào nói đó để cho các bạn xem biết nha. Đó. Đó. Nó bán trọn bộ là 115 triệu. Đó, bên này cũng vậy, thông số kỹ thuật cái là bánh sau là 14/9/28 ha, số kỹ thuật máy. Đó, dòng máy đây, máy này thì ba máy đây các bạn xem. Dòng máy này thì là dạng như dòng máy của thằng Phi Up biến thể á, nói để cho anh em tham khảo. Sức nặng của nó là cỡ 1,6 tấn á. À, máy này kéo rất là ngon. Nó là dòng lớp bánh trước của nó thì cũng là hai cầu, do đó nên nó là cũng kéo rất là êm. Đó. Ở trước là nó 9/5. Đây. Lớp bánh trước của nó nè. 9/5 đâu phải cái này. Đâu mất tiêu thông số rồi. À, đây các bạn, này là bánh trước của nó là 9/5/24. Bánh trước các bạn. Đó, bánh trước của nó là thông số như vậy. Cái gai của nó còn rất là cao. Đó. Này à, chú dở cấp lên, anh dở cấp lên cho em coi cái dở cabo lên nè, em coi. Đây các bạn, bây giờ thì anh dở cabo lên cho các bạn xem máy ha. Máy đây. Cái dòng máy này là cái dòng phi ắc á. Phi ắc là nó là cái độ bền nó rất là cao. À, giống như là cái độ bền của thằng phi ắc vậy đó. Phi ắc biến thể á. Máy móc đều là nó rất là nặng sát, dày dặn. À, cầu trước của nó nè. Đây, cầu trước. Nó là giống như là phi ắc biến thể vậy đó nên độ nặng rất là cao, độ bền cũng rất là bền. Máy này thì nặng cỡ 1,6 tấn. Nặng để cho anh em biết ha. Đây. Mạc bọng này đây. À, này là của thằng Matt Jin. Đây các bạn. À, đây, Matt Jin của thằng Ấn Độ á. Tất cả đều còn zin nha. Chú nói là tất cả đều còn zin. Cầu trước thì dòng máy nó hai cầu, cầu dưới nè, bên dưới nè. Đó. Cái lường nè. Này thì chú là có tới
ba chiếc này, nó là ba chiếc rồi, do đó nên dư chiếc này bán hả bà? Bán thì gồm trọn bộ sớ bánh lòng. Rồi đài cho em coi nghe hơi máy cái anh. Đó, bây giờ thì anh sẽ đài cho các bạn xem nghe hơi máy các bạn. Không, em không quay anh đâu, em quay máy mà. Rửa bị chạm nước hả? Mát hả? Kêu. Nó kêu nước. Đây một phát là nổ các bạn. Cái bô cho bạn xem ha, coi nó có lên lên khói không ha. Máy còn nạp rất là lực nha bạn. Thấy lên đây mình cho bạn xem giờ đó là bao nhiêu ha. Đứt giờ hả? Này thì nó đứt giờ các bạn ơi, do đó nên coi không được. Dè bọng thì các bạn khỏi đi chơi ha, dè còn rất là đẹp luôn. Đứt giờ rồi. Anh có thể chạy tới chạy lui cho em nghe cái dàn số được không anh? Cho chủ máy chạy tới chạy lui cho các bạn coi cái dàn số. Được không? Chạy tới chạy lui ha. Ừ. Lên đây chạy tới chạy lui cho em mấy anh. Hả? À, khỏi gắn giờ cài cũng được nữa. Khỏi gắn gì tới được, bên lên rồi chạy tới chạy lui thôi. À, gắn cái đó hả? À? Gắn cái con cái áp sọt vô. Mượn áp bên đó được không? Rất là đẹp nha bạn, máy thì mình thấy là rất là đẹp. Nó là phí áp, cái phí áp thì nó bền lắm. Ghé lại đây. Tới được không? Tới đâu được hả? Cái dãy cầu gì đó sớm được á. Thì phút ngay cái đuôi chuột này nè. Đây. Thì phút ngay cái đuôi chuột này nè. Đó. Còn cái đùi thì không có gì chứ á. Có lẹt. Anh chị. Đó. Dạ, dạ thì còn rất là đẹp nha. Rồi để mình quay thêm cái bánh lòng nữa cho bạn xem, rồi dây vô đi anh. Dây vô cắt cái lại đi. Lòng hay lòng này. Rồi rồi. Đây các bạn, đây là cái cặp bánh lòng. Bị đứng nhiêu anh? Mét mấy? Mét 2 à? Mét mấy? Mét 5 phần. Cái này chắc cứ 2.
chắc 7 tấc. 7 7 tấc, 7 mét trai. Kia 3 tấc. Vậy là nó có 2 thớt phải không? Rồi nó 2 thớt. Rồi các bạn, bánh lòng của nó vậy đó. Ở trong thì nó dày dữ lắm. Ở cái cầm này nó dày dữ lắm, cầm này cầm cái 25 á. Cầm dày.